Siêu phẩm Game One Piece kỷ nguyên hải tặc chính thức tung update mới, chinh phục Grand Line, giải mã bí ẩn Laugh Tale, khám phá ngay tại kỷ nguyên hải tặc.com. Top 7 kẻ độc ác và mạnh mẽ nhất từng bị giam giữ tại Impel Down. Hello, xin chào 500 anh em đã quay trở lại với video tiếp theo của bọn mình nhé. Vẫn là thuyền trưởng song song đẹp trai đây. Như anh em đã biết, trong One Piece, nhà tù Impel Down là nơi chuyên giam giữ những tên hải tặc máu chó và nguy hiểm nhất trên đại hải trình. Impel Down tra tấn tù nhân theo mức độ nguy hiểm của từng tên hải tặc theo từng hình thức khác nhau, bắt đầu từ địa ngục Crimson, nơi biến cơ thể tù nhân thành một chiếc dép tổ ong, rồi sau đó đến địa ngục băng giá lạnh đến Sunvoy, hay là địa ngục hỏa diệm nóng chảy cả mồ hôi phao câu. Nhưng trong đó có một tầng đặc biệt mà không phải ai cũng có thể đến, đó là tầng 6, địa ngục Vĩnh Hằng, nơi chuyên giam giữ những tên tội phạm vô cùng độc ác và có sức mạnh khủng khiếp, cần phải xóa tên khỏi lịch sử nhân loại, hoặc có những người tuy không hề độc ác nhưng sự tồn tại của họ chính là mối nguy đối với chính quyền thế giới. Nào, các bà xã online của tôi, hãy cùng xem soạn đến với top 7 kẻ độc ác và mạnh mẽ nhất từng bị giam giữ tại Impel Down trong video ngày hôm nay nhé. Bảy, Katarina Devon. Mở đầu cho danh sách của chúng ta ngày hôm nay là cửu vĩ hồ chín đuôi, aka kẻ hủy diệt sắc đẹp, aka nhân vật nữ xinh đẹp nhất One Piece trong mặt kép, Katarina Devon. Là một nhân vật hiếm hoi được thánh Oda buff cho trái ác quỷ hệ doan thần thoại Inu Inunomi model cáo chín đuôi. Khác với hình tượng cáo chín đuôi ẩn thân dưới hình dạng một cô gái xinh đẹp trong truyền thuyết, thì trong One Piece, Oda lại khiến cho anh em ta sốc nhiệt. Khi cho con cáo ấy ẩn thân đằng sau một mụ già với chiếc mũi dài, thân hình thì vạm vỡ như vận động viên thể hình cùng với nụ cười nham hiểm khiến bao cái đàn ông phải phụt nước miếng. Mình đã phân tích sức mạnh của trá quỷ này trong video trước đó, anh em hãy click xem lại nhé. Chung quy là trá quỷ này vẫn chưa thể hiện được nhiều ngoài khả năng biến đổi thành bất kỳ ai. Một thứ vũ khí cực kỳ lợi hại trong các nhiệm vụ đột nhập hay do thám. Ngoài sức mạnh từ trá quỷ, Devon còn có khả năng kiếm thuật cùng với thể chất cực kỳ đáng nể. Điều này được thể hiện khi bà ta là một trong những người sống sót cuối cùng sau công cuộc tuyển chọn thành viên cực kỳ tàn bạo của Zoro đen bằng cách hấp diêm rất nhiều tên hải tặc mạnh mẽ ở tầng 6. Ngoài ngoại hình đạt chuẩn hoa hậu thế giới, Devon còn có một sở thích quái đản và độc ác không kém, đó là mụ ta chuyên lấy đồ các cô gái trẻ đẹp làm thú vui cho bản thân. Nhan sắc thì có hạn nhưng mà thủ đoạn lại có thừa, đúng là biểu hiện cho việc không ăn được thì đạp đổ anh em ạ. Vai trò của bà cùng với băng Zoro đen sẽ còn rất nhiều trong tương lai, liệu sự tàn ác cùng với sức mạnh của cửu vĩ hồ sẽ được thể hiện như thế nào? Anh em hãy cùng đón chờ nhé! 6. Avalo Pizarro. Vua thối nát Avalo Pizarro là chỉ huy trưởng đội 4 của băng hải tặc Zoro đen. Trước đó, một số tân tinh với số tiền truy nã là 140 triệu belly là Bonnie đã bị Zoro đen chê là quá yếu. Điều đó chứng tỏ rằng sức mạnh của tên này khá là ao trình so với các số tân tinh anh em ạ. Như anh em đã nghe về biệt danh của hắn, thối nát chính là hai từ thể hiện cho tính cách của tên này. Từng là vua của một vương quốc ở biển Bắc, nhưng do sự lạm dụng quyền hành cùng các chính sách cai trị vô cùng độc ác, hắn đã bị các người dân úp sọt và bị bắt nhốt vào tù bóc lịch. Sự tàn ác và độ nguy hiểm của hắn khiến hắn phải lãnh án chung thân và là cái tên mà chính phủ thế giới cần phải xóa khỏi lịch sử. Việc được làm chỉ huy đội 4 của băng Zoro đen cũng cho chúng ta thấy sức mạnh của hắn cũng thuộc những kẻ mạnh nhất trong băng, chỉ sau những con quái vật như là Shiryu hay là Burgess. An nhàn mà cứ cô đơn, tù trung thân cũng sướng hơn vạn lần. Đúng là đang làm vua ăn sung mặc sướng thì không muốn, tự dưng lại muốn đi tù anh em ạ. Chán hết chỗ nói. 5. Crocodile. Chủ tịch cá sấu là một nhân vật không còn xa lạ gì với các anh em ở đây nhờ. Từng là một kẻ có quá khứ hào hùng với biết bao tham vọng từ lật đổ tứ hoàng đến làm vua hải tặc. Nhưng đến thời điểm hiện tại thì đã lui về ở ẩn do đã bị một cái thằng ất ơ nào đó từ đâu đến phá hủy cả sự nghiệp và tương lai. Crocodile là đối thủ cực mạnh đầu tiên mà Luffy phải đối đầu. Hắn đã cho cu lù tí thì phải gặp ông bà đến 2 lần và thật không may cho hắn đã bị Haki nhân vật chính đánh bại ở lần đối đầu thứ 3. Sự nguy hiểm do thống trị Alabasta cùng tham vọng sử dụng vũ khí cổ đại của hắn nghiễm nhiên đã bị nhốt vào tầng 6 Impel Down và cần phải xóa tên khỏi lịch sử. Chủ tịch sở hữu trá quỷ hệ Logia là Suna Tsunanomi hay còn được gọi là Cát Cát. Cá sấu vốn đã sợ nước, nay lại càng sợ nước hơn. Chính vì năng lực này mà chủ tịch nghiễm nhiên cầm đầu hội những nhân vật ở giờ nhất One Piece anh em ạ. Crocodile là một kẻ có tính cách khá khắm hay cực thích cải thiện người khác, nhưng một khi bị cải thiện lại thì sẽ xiên que những kẻ đó ngay lập tức.
Tính xấu như ai đó đang coi video này vậy. Mày nói cái gì? Mạnh miệng là thế, nhưng mà hắn cũng phải im thin thít khi Ivankov dọa sẽ tiết lộ bí mật clip sẽ gây của mình. Từng là một kiều thất phú hài và hiện tại đã đào tẩu khỏi Impel Down, sức mạnh của gà xấu là không có gì phải bàn cãi. Mình có thể khẳng định với anh em rằng hắn bị Luffy đánh bại là do tính bất cần và chủ quan của mình. Chứ tại thời điểm đó, Luffy yếu hơn hắn rất nhiều. Với lại, Kulu nhà ta còn chưa biết Haki là khỉ gì luôn anh em ạ. Như ta có thể thấy, dù bị nhốt tại Impel Down, ngoài việc đổi móc cua từ tay phải ra tay trái để thuận tiện cho việc đánh quả lọ, thì sức mạnh của cá sấu vẫn không hề bị giảm sút. Trong trận chiến Marineford, chủ tịch có thể tự tin gạ kèo solo với những kẻ rất mạnh như là Doflamingo hay là Mihawk, hay có thể đứng dậy ngay sau khi hứng chọn cú đấm bất ngờ từ Chozu Kim Cương. Nhưng màn tỏa sáng nhất của Crocodile trong trận ấy phải kể đến pha quay xe theo mê là chân ái của hắn. Sir đã giúp Luffy rất nhiều trong công cuộc giải cứu Ace trên đài sư tử và sẻ chó để Akainu làm đôi để cứu cậu khỏi vai trò ông bà. Màn quay xe đỉnh cao đã biến Crocodile từ một kẻ bị ghét trở thành một trong những phản diện được yêu thích nhất phim. Ở thời điểm hiện tại, mục đích cũng như hành tung của cá sấu vẫn còn là một bí ẩn. Rất có thể, hắn sẽ tái xuất với một mục đích xấu xa nào khác sau khi lợi dụng Luffy để thoát khỏi Impel Down. Nhưng anh em cũng đừng loại trừ khả năng rằng cá sấu đã xác ngộ chân lý, theo main thì sống, chống main thì chết và quay trở lại giúp cô lù cho tương lai thì sao anh em nhờ? 4. Doflamingo Hồng Hà. Cũng là một nhân vật phản diện rất được yêu thích trong One Piece, Doflamingo cũng là một kẻ đã gia nhập vào hội những người anh em tầng 6. Là một kẻ máu mặt ở tân thế giới với chức danh thất vũ hài cùng với số tiền truy nã đóng băng lên tới 340 triệu belly. Sức mạnh và độ tàn ác của Luffy là điều mà chúng ta không cần phải bàn cãi. Sở hữu cho mình một trá quỷ hệ Paramecia là Ito Itonomi cho phép hắn tạo ra và điều khiển tơ theo ý muốn. Anh em đừng nghĩ những sợi tơ hắn tạo ra là mềm yếu nhé. Tơ được trái Ito tạo ra vô cùng mềm mại nhưng cũng rất bền. Luffy có thể cắt bất cứ thứ gì mà hắn muốn chỉ bằng những sợi tơ. Nhưng không dừng lại ở đó, Luffy còn là nhân vật đầu tiên mà Thánh Oda cho chúng ta thấy được khái niệm về thức tỉnh trá quỷ. Trong trận chiến với Kulu tại Dressrosa, Luffy đã biến cả một khu vực rộng lớn thành một động bàn tơ chính hiệu và bón hành ngập mồm cho Luffy trước khi bị cậu knock out hoàn toàn và bị hải quân bế đi bóc lịch sau đó. Sức mạnh thức tỉnh của trá quỷ cũng giúp cho Joker biến hóa rất linh hoạt các chiêu thức. Hắn có thể điều khiển người khác từ những sợi tơ từ ngón tay như đã biến Jojo thành con rối của mình. Hay là Joker có thể chữa lành vết thương từ cơ thể từ tơ khi đối đầu với Luffy. Để mà nói vào những lần phô diễn sức mạnh của Doflamingo, chắc là mình phải làm riêng một video mới hết anh em ạ. Vì thời lượng có hạn nên mình sẽ chỉ nêu một số đặc điểm nổi bật thôi anh em nhé. Mặc dù cũng là một nhân vật sở hữu mái tóc vàng thương hiệu con ghẻ, nhưng mà chẳng những sở hữu một trái ác quỷ đã thức tỉnh, Oda còn ưu ái buff thêm cho anh luôn cả bộ 3 Haki mạnh nhất với Haki Bá Vương triệu người có một. Haki vũ trang của Joker cũng rất gì vào này nọ khi đã đánh bại thợ săn hành Smoker, một người có trái ác quỷ hệ Logia một cách rất dễ dàng. Độ mõm và sự thông minh biến hắn thành kẻ quyền lực nhất thế giới ngầm, có thể cùng lúc bắt cá hai tay cả tứ hoàng và hải quân. Sau thất bại trước Kulu, Luffy đang có một chuyến nghỉ dưỡng an nhàn, sáng đọc báo, tối thẩm du tại tầng 6 Impel Down. Mình nghĩ rằng sắp tới có thể hắn sẽ đào tàu và có một màn comeback anh em ạ. Anh em hãy cùng chờ sự tái xuất của Joker nhé. 3. Shiryu cơn mưa. Cựu trưởng chỉ huy ngục Impel Down, hắn ta đã từng là cấp trên của dòng độc Magellan trước khi bị thằng Main biến thành cái chợ. Impel Down trước kia được mệnh danh là nhà tù bất khả xâm phạm, nội bất xuất, ngoại bất nhập khi được cai quản bởi hai cái tên trên. Tuy nhiên khác với Magellan, cả ngày chỉ rút mặt trong một xí, Shiryu là một kẻ vô cùng tàn bạo. Hắn xem việc sát hại và giết chóc tù nhân như một thú vui của bản thân. Đúng kiểu, đang buồn thì kiếm vài tên tù nhân để chém cho đỡ chán anh em ạ. Chính vì tính cách hung bạo và tàn ác, Shiryu đã bị Magellan bắt nhốt vào tầng 6 để tránh việc giết chóc của hắn diễn ra thêm. Sức mạnh của anh trai mưa được đánh giá là nhỉnh hơn Vista Hoa Kiếm và cả Magellan, cả đã xem tiễn Kulu điên chối cả nải. Shiryu luôn mang theo mình một thanh kiếm bên mình và rất có thể nó cũng thuộc một trong 12 thanh đại bảo kiếm trong One Piece. Khả năng kiếm thuật của hắn chắc chắn cũng thuộc hàng top trong phim, có lẽ là chỉ xếp sau Mihawk vài bậc tại thời điểm hiện tại mà thôi. Anh rủ nhà ta nhất định sẽ phải vượt qua tên này nếu như muốn vươn tới danh hiệu kiếm sĩ số 1 thế giới anh em nhờ. Ngoài khả năng đọ kiếm siêu hạng với bất kỳ thằng con trai nào, Shiryu còn được tác giả búp thêm một sức mạnh trá quỷ mà thằng đàn ông nào cũng muốn, đó là trái tăng hình Suke Tsukenomi sau khi thủ tiêu tên biến thái Absalom. Để debut sức mạnh mới, Shiryu đã tặng cho Moria vài đường cơ bản khi hắn đến tìm thuộc hạ của mình.
Sức mạnh của Shiryu chưa được thể hiện nhiều trong One Piece, nhưng vai trò của hắn cùng với băng sâu đen chắc chắn sẽ được phô diễn rất nhiều trong tương lai để ngáng đường bằng mũ rơm. Các anh em hãy chờ đón đất diễn của Shiryu trong tương lai nhé! 2. Douglas Bullet. Chắc hẳn cái tên Douglas Bullet đối với nhiều anh em ở đây vẫn còn khá xa lạ nhờ. Cũng đúng thôi, vì hắn chỉ xuất hiện trong One Piece Stampede mà thôi. Nếu chưa xem thì các anh em còn chần chờ gì nữa mà không bấm vào video về bộ movie này trên kênh xem soi nhờ. Để nói về nhân vật này, chắc mình không còn từ gì để diễn tả chính xác hơn về hắn, ngoài biệt danh, kẻ kế thừa của quỷ của hắn anh em ạ. Như biệt danh của hắn vậy, sức mạnh của Bullet là cực kỳ khủng khiếp, thậm chí còn có thể được đem ra để so sánh với vua bóng tối Rayleigh thời trẻ. Đúng là quá bá đạo anh em ạ. Bullet sở hữu một trái quỷ hệ Paramecia, Gasha Gashanomi, cho phép hắn có thể điều khiển và tái tạo kim loại để biến nó thành vũ khí. Trái tư tính của Kid ve chai chắc cũng phải gọi là bằng bố luôn. Bullet đã dùng năng lực này để tạo ra một con robot siêu to khổng lồ và bán thành ngập mồm cho lũ sơ tân tinh miệng còn hôi sữa. Hắn cũng là người sở hữu đủ cả ba loại Haki và tất nhiên là cực mạnh khi Haki bá vương của hắn có thể lấn át cả Luffy. Vì xuất thân là chú bộ đội, tốc độ và thể chất của Bullet đã được rèn luyện qua biết bao trận chiến. Hắn nhanh và khỏe đến nỗi có thể dễ dàng né được tốc độ của các siêu tân tinh như Luffy và Kid. Có thể một mình cân cả với một siêu tân tinh và thất vũ hải trong thời gian dài trước khi bị Haki nhân vật chính đánh bại. Trong quá khứ, hắn đã từng là một người lính bất bại trên chiến trường và luôn dành cho mình những huy chương cao quý, nhưng do bị bạn bè và quê hương phản bội, sự căm thù đã nổi lên trong Bullet và khiến hắn trở nên biến chất. Sau khi hủy diệt tất cả, Bullet bắt đầu tìm con đường trở thành hải tặc mạnh nhất thế giới và hắn tự tin đến nỗi gạ cả vua hải tặc Roger đấm nhau. Nhưng mà dường như đầu óc lu lẫn do chơi nhiều đồ thế nào mà hắn lại quên mất rằng Roger là hải tặc mạnh nhất thế giới ở thời điểm đó. Vì cay cú không thể đánh bại được Roger, hắn đã tàn sát vô số người và các vương quốc để giải quyết cục tức này. Thấy được sự tàn bạo ấy, hải quân đã lập tức phải đóng ngay một quả Buster Call vào mồm hắn. Và tất nhiên, hắn đã bị bế xuống tầng 6 Impedor ngay sau đó. Đúng là đen cho thanh niên này. 1. Sư tử vàng Shiki. Và cuối cùng trong danh sách của chúng ta ngày hôm nay là sư tử vàng Shiki. Là một hải tặc huyền thoại, sức mạnh của ông được ngồi chung mâm với những vua hải tặc hay là hải quân mạnh nhất trong quá khứ như là vua hải tặc Goldie Roger hay là Phó Đô Đốc Garp, từng là cựu thành viên của băng hải tặc Zoro huyền thoại, đã từng ăn nằm rất nhiều với những tay to mặt lớn hiện tại như Big Mom và Kaido trong quá khứ. Tuy không thể hiện nhiều, nhưng gần đấy điều đó thôi cũng để cho anh em biết lý do vì sao mình lại xếp Shiki tại vị trí top 1 nhờ. Chưa hết anh em ạ, trong quá khứ, sau khi nghe tin Roger bị xử bắn do không tin vào mắt mình rằng thế méo nào, một kẻ mạnh như Roger sao lại để bị hải quân bắt dễ dàng như vậy? Nên ông đã đến tận tổng bộ hải quân để hỏi thăm sức khỏe hai ông bạn già Garp và Sengoku. Và tất nhiên, diễn biến tiếp theo thì anh em cũng đoán được rồi đó. 2-1 thì không chột cũng que. Shiki đã bị bắt nhốt vào tầng 6 Impel Down kể từ thời điểm đó, nhưng những tàn dư do cuộc chiến đó để lại cũng cực kỳ lớn đối với hải quân. Dường như do không thích một cuộc sống quá an nhàn, chỉ ăn với ngủ hay đôi khi là được gãy ngứa bởi vài trận đòn trong tù, Shiki đã một thân một mình đào tẩu khỏi Impel Down và là kẻ đầu tiên trong lịch sử làm được điều này, chứ không như thằng nào đó có cả bao nhiêu tay chân vẫn phải ngậm một đống hành rồi mới thoát được anh em ạ. Ông sở hữu trá quỷ rất mạnh hệ Paramecia là Fua Fua no Mi, cho phép ông có thể hút trọng lực từ bất kỳ vật thể nào. Nhờ khả năng này, ông có thể dễ dàng nhấc bổng cả một hòn đảo tương tự như Kaido đã làm với Onigashima. Sức mạnh của Shiki không chỉ đến từ trá quỷ hay là Haki, những thứ dường như quá tầm thường đối với các hải tặc trong băng Rock, mà thứ người ta vẫn nhìn vào ông với tư cách huyền thoại, đó là tài mưu lược siêu phàm của mình. Ông có thể dễ dàng đào tẩu khỏi nhà tù Impel Down và gạ kèo đấm nhau với cả Roger trong quá khứ, dù biết vua hải tặc là kẻ mạnh cỡ nào. Thậm chí ông còn là người đầu tiên trong One Piece sở hữu 3 thanh kiếm ở thân dưới. Do khi mất đi đôi chân, ông đã gắn 2 thanh bảo kiếm của mình vào để thay thế chúng trong chiến đấu. Còn thanh kiếm còn lại thì là cho anh em cũng biết là ở đâu rồi nhờ. Thôi, mình để cho anh em tự đoán nhá. Ở thời điểm hiện tại, hành tung của sư tử vàng vẫn còn là một ẩn số. Cũng có nhiều giả thuyết cho rằng ông sẽ tái xuất ở Wano để tạo nên một thứ gì đó bất ngờ. Anh em hãy cùng dự đoán tương lai của nhân vật này ở phần comment nhé. Ok, trên đây là video top 7 kẻ độc ác và mạnh mẽ nhất từng bị giam giữ tại Impel Down. Chúng mình còn bỏ sót nhân vật nào máu mắt không nhờ? Anh em hãy cùng nhau góp ý ở dưới phần bình luận nhé. Ok, như thường lệ, sau đây là phần dành cho khán giả. Hãy cùng chọn đón 3 chiếc comment mạnh nhất ở video trước. Đầu tiên là comment của bạn 3A2Love. Anh ơi cho em hỏi, hai người ăn một trái quỷ thì sẽ ra sao ạ?
Theo mình thì trái ác quỷ sẽ phát huy năng lực đối với người đầu tiên ăn chúng. Còn trường hợp hai người cùng cắn một lúc thì bạn bay sang Nhật Bản để hỏi Thánh Oda để được giải đáp nhé. Tiếp theo là comment của bạn Hân Hoàng. Anh xem soi đẹp trai cho em hỏi, nếu Luffy không ăn trái ác quỷ thì sao ạ? Đơn giản thôi mà bạn, thì sẽ không có phim cho chúng ta xem đâu bạn ơi. Và cuối cùng là comment của bạn Nguyễn Nam. Anh ơi cho em hỏi, nếu như Katakuri với Doflamingo thì ai nhỉnh hơn ạ? Mong anh trả lời. Câu hỏi của bạn thì cũng dễ trả lời thôi, tất nhiên là Katakuri nhá. Và đừng quên comment thật bự ở bên dưới để có cơ hội lên sóng trong số lần sau. Hãy ấn nhẹ một like, đăng ký kênh nếu như chưa làm đó giúp bọn mình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye. Nóng nóng nóng, băng hải tặc Xăm Soi đang chiêu mộ các thành viên đoàn. Hãy ghé Facebook search One Piece Xăm Soi. Chúng ta sẽ cùng chém gió xuyên ngày đêm cùng với các thành viên khác nhé. Nhớ đấy, thuyền trưởng Xăm Soi đang đợi bạn. Link nhóm ở mô tả nha.